Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi video băm các loại nguyên liệu cùng với máy băm gỗ 5T do công ty Bình Minh sản xuất. Ngọc Nga xin kính chào quý vị và bà con. Với tất cả các loại nguyên liệu, cành tươi, ván bóc, sơ dừa, gỗ thịt đặc, các cành gỗ lớn, tre khô, thậm chí cả rơm và bã mía, tất cả các nguyên liệu Ngọc Nga vừa kể trên đây đều có thể sử dụng được với dòng sản phẩm máy băm gỗ đa năng 5T do công ty Bình Minh trực tiếp chế tạo và sản xuất. Nghe rất là khó tin có phải không ạ? Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng Ngọc Nga đón xem chiếc máy băm gỗ đa năng 5T sẽ băm nhập tất cả các loại nguyên liệu trên. Xin mời quý vị ạ. Máy băm gỗ 5T được cấu tạo gồm hai phần phễu nạp hai bên, một cửa nạp dùng để băm nghiến các thân cây gỗ to và một cửa nạp dùng để băm các cành gỗ nhỏ và một cửa xả ở phía dưới. Phần trọng tâm ở phía dưới hạ thấp, thuận tiện cho quá trình nạp nguyên liệu và giảm độ rung khi máy hoạt động. Với hệ thống buồng băm nghiền gồm một bánh đà lớn, trên bánh đà được gắn cố định 4 dao nhíp hình chữ nhật dày dặn. Phía bên băm cành sẽ có 3 dao to, 2 lưỡi sắc bén cùng 12 búa đập và các cánh đà lớn đẩy nhanh thành phẩm lọt qua lỗ sàng và đi ra ngoài cửa xả. Khung máy chắc chắn, gia công tỉ mỉ, phần trọng tâm máy hạ thấp, tạo độ hút hoàn chỉnh để hạn chế thành phẩm bắn ngược ra ngoài, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Với lực chuyển động của động cơ 22kW, nguồn điện tải ổn định 380V, khiến cho các loại nguyên liệu được băm nhỏ nhanh chóng và phun ra cửa xả phía dưới. Đầu tiên, chức năng chính của máy là băm nghiến các thân cây gỗ lớn có đường kính dưới 16cm, ván bóc, gỗ tạp, tre khô đều được máy băm gỗ 5T băm nhỏ một cách nhanh chóng, cho ra thành phẩm răm đều và đẹp, phục vụ cho các nhà máy chế biến tái sử dụng gỗ. Hiện tại, như quý vị đang quan sát thấy, kỹ thuật viên đang sử dụng máy băm gỗ đa năng 5T dễ dàng băm nhỏ nguyên liệu ván bóc được một vị khách hàng mang đến xưởng để thử với máy. Nguyên liệu ván bóc khi được kỹ thuật viên đưa vào toa nạp sẽ ngay lập tức được máy băm nhỏ một cách nhanh chóng cho ra thành phẩm răm nhỏ như quý vị đang quan sát thấy ạ. Và đây là nguyên liệu vỏ quế. Hai chậu đầy nguyên liệu chỉ mất vài chục giây đã được máy băm gỗ 5T băm nhỏ. Nguyên liệu tre chắc hẳn không còn xa lạ gì với quý vị. Chất liệu này rất dai và cứng, nhất là ở phần đốt, thường được nghiền để làm giấy. Nhưng với máy băm gỗ đa năng 5T, các thân tre khô đã dễ dàng được băm nhỏ thành dạng răm nhỏ. Ngoài ra, máy còn có thể băm phụ phẩm như cành cây tươi, nguyên lá để xử lý rác thải môi trường, rơm khô, bã mía, vỏ dừa để đem đi ủ phân hoặc đem đi làm giá nấm, đệm lót sinh học, chuồng trại cho vật nuôi. Máy băm gỗ đa năng Bình Minh có thể thay lắp dễ dàng các loại mặt sàng với các kích cỡ lỗ sàng khác nhau, từ đó cho ra thành phẩm kích thước khác nhau, tương thích với mọi nhu cầu sử dụng. Máy cho năng suất từ 2 đến 3 tấn trên 1 giờ, tùy thuộc vào từng loại nguyên liệu và mắt sàng. Nguyên liệu càng khô, mắt sàng càng to thì năng suất càng cao. Và cuối cùng, đây là thành phẩm của chúng ta. Và đặc biệt, Ngọc Nga xin giới thiệu tới quý vị, đây là dòng máy băm gỗ inox được đặt làm theo nhu cầu của khách hàng. Ngoài các dòng sản phẩm thông thường được bày bán, công ty còn nhận làm theo yêu cầu thiết kế của quý vị nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Vâng, cơ hội mở rộng sản xuất, kinh doanh không khó nếu quý vị lựa chọn đúng dòng sản phẩm. Dòng máy băm gỗ đa năng 5T do công ty Bình Minh sản xuất chắc chắn sẽ không khiến quý vị phải thất vọng đâu ạ. Dòng sản phẩm này, mức giá Ngọc Nga đã để ở phía dưới phần mô tả clip. Quý vị chỉ cần nhấp vào là đã biết ngay dòng sản phẩm này có mức giá như thế nào. Và nếu quý vị vẫn còn có thắc mắc về dòng máy băm gỗ đa năng 5T, quý vị vui lòng để lại số điện thoại ở phía dưới phần bình luận. Nhân viên tư vấn của công ty sẽ nhanh chóng liên lạc với quý vị. Vâng, và video cũng đã đến hồi kết thúc. Trước khi kết thúc video, Ngọc Nga xin chúc quý vị kinh doanh thành công. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Đến với công ty Bình Minh, quý khách hàng sẽ nhận được sự đón tiếp nhiệt tình nhất, chuyên nghiệp nhất, được mua máy móc tân tiến nhất với giá thành tốt nhất trên thị trường, được hưởng chính sách bảo hành lên tới 6 tháng tại xưởng và hết thời gian bảo hành.
quý khách hàng vẫn sẽ nhận được sự tư vấn hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời.